Con là chàng trai,
ta xe đường, biến thành cây xanh cho quả ngọt sông đời. Cô gái của con được nâng niu từ trong nôi, ăn chén cơm mẹ dành từ hàng, cùng vào vai mẹ chạy lòng khi nghe lô mẹ hát à ơi. Thiên thần của con cũng trải qua nhiều sóng gió, cũng khổ đau lắm lắm trong cuộc sống đời thường. Đứa mắt cơ cũng tràn đầy nước mắt bởi những ngày bố vĩnh biệt rời xa. Đã biết tự đứng lên mạnh mẽ, biết nếp vào lòng thật chặt, đã tế đủ điều để nhận lại yêu thương. Mẹ đã dạy vợ con không trở thành cô gái phi thường, nhưng sẽ là cô gái duy nhất biết thương con sao cho trọn tiền vẹn nghĩa. Cô gái đầu tiên và cuối cùng hy sinh thời son trẻ để người mình yêu được sống yên bình. Mẹ sẽ trao cho con món quà quý giá nhất, con hãy nhận lấy giữ gìn yêu thương chân quý. Ngày mai các con sẽ cầm tay nhau đón bình minh, gieo hạt mầm mới lớn lên như mẹ đã từng. Lúc đó con sẽ hiểu như thế nào là cha mẹ. Cảm ơn con đã yêu thương, mẹ buông đôi bàn tay trao con gái. Hãy thay mẹ bảo vệ chở che, mẹ luôn chúc hai con hạnh phúc một đời an nhiên. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Vâng, kính thưa quý vị, một cái ôm vô cùng ấm áp, một cái ôm vô cùng tuyệt vời. Tất cả những gì chân quý nhất, tất cả những gì tuyệt vời nhất mà người mẹ thân sinh ra cô dâu Phương Anh mong muốn dành tặng cho con gái của mình. Chúc mừng thành công cho Phương Anh và chúc hiếu. Ngày mai em cười thật.